chép ra nó vô nước. Nó vô nước quá à. Chép ghe hả? Ghe bị lủng không không? Con mới ghé bạn ơi. Mẹ ơi cháu. Bốp đang làm gì hả? Đang nấu cơm. Dạ. Còn bốp đang chiếc ghe là hả? Chiếc ghe. Dạ. Vô nước quá, vô nước. Trời ơi. Ủa mình không chét bằng chai mà chét bằng xi măng hả không? Chét cái này chét ve nó ướt rồi chét chai nó không dính. Không dính rồi. Chét xi măng nó dính. Dạ xi măng. Nó khô. Trời ơi, chét như vậy nước nó không có gã xi măng ha. Nó không gã. Dạ, nhưng mà mình xài được lâu không? Chét vậy xài được mấy tháng? Nó đỡ chừng 50 bữa, nửa tháng chét nữa. Dạ, 50 bữa nữa. Vô nữa thì chét, còn nó không vô thôi, còn nó vô chỗ khác chét nữa. Trời ơi, gì vậy? Chai chét nó không dính. Nhưng mà xi măng thì đang nha. Xi măng thì nó dính. Dạ. Rồi bốn, chiều nay ăn cơm gì bốn? Dạ. Ăn với khô. Khô, ngon dữ ha. Có phần gì đâu. Mấy nay thấy nước lớn quá bộ. Mưa bão nè. Nước lớn vậy, giông gió khổ dám ngủ. Dạ, trời cũng đang chuyển mưa nữa nè. Còn đêm thức sáng đêm hai đứa. Lát nước gỗ kẹt hoài. Trời ơi, hai ông bà thức tá luôn hả? Giông gió một rồi sợ thứ hai, mưa nước nó nhiều, nước nó vô nó chìm. Dạ. Mưa gió là ông bà cũng chằn néo chiếc xuồng lại với lại tu bổ chiếc xuồng lại. Mấy cái chỗ lủng nè, đầy những cái vết tích xi măng có không? Vô đủ chỗ hết trơn. Dạ. Cái chiếc ghe bên đây là để mình nấu nướng mà, còn chuyến mình ngủ với chiếc ghe bên kia mà. Nó con không à chứ. Dạ. Không có ngủ, không có nghỉ ngủ được. Nhưng mà chiếc ghe bên đây thì nó sẽ đỡ hơn chút, là nó không có bị lủng nhiều ha. Nó có bị lủng thì lủng cái chiếc bên đây nè. Mà vậy đó, rồi bằng đêm đâu có dám ngủ. Mưa dạ. Xuống rất là nước mưa rồi nó vô nước, nó sợ nó chìm. Chìm thì ướt đưa đồ hết là không có nấu ăn. Dạ. Thóc đồ ướt hết không có ăn nữa. Tối mấy bữa nay trời mưa nè, ông bà ngủ đâu có thẳng giấc hả? Đâu có dám ngủ. Rất hoài. Đều cái chân bình trà cho ổng uống cái thức. Thức hai bà thức canh trời mưa, canh nước vô tát hả? Vậy không? Trời, rồi chi vậy xong rồi không? Đó, xong rồi mình lắp này lại ha. Mình lắp cái này lại. Trời ơi. Rồi xi măng nữa ông Út gửi người ta mua vậy? Mua hả? Dạ. Gỡ gì ra mua. Có gì đâu. Mấy này nước lớn nhìn ghê quá Bốp ơi. Mấy này mưa đớp là mưa rồi lũ về nữa, tùm lum chứ. Hầm mỗi bữa vô nước đây cũng đâu có giữ, hôm nay quá trời nước à. Lớp nào vậy đó, hôm nước quá trời lớn. Ông Bốp lên đi, Bốp uống lên đi vậy. Nè, Bốp lên đi. Được không Bốp? Vậy không Bốp? Được không, có cần ông dĩnh không? Trời ơi, ông Út hay quá. Ông Út đi biết quen ha. Quen rồi. Để bà Út, bà Út này chế biến món khô gì ngon với người ta. Để qua coi bà Út làm cái món gì vậy ta. Đó, qua cái tổ ấm của bà Út đây. Trời ơi, chiều nay muốn gì? Tóp mỡ, xào với hẹ, với hành không, xào không, không có gì hết trơn. Trời ơi, mà hấp dẫn quá ha. Tép mỡ nè, thắng miếng mỡ nè, xin môi sinh ba miếng mỡ nè. Cơm với tép mỡ. Với mấy cọng mẹ, mấy cọng hành nè. Dạ. Vừa bắt lên cái xào. Đạm bạc mà ngon rồi bố. Vậy vừa cái để bột ngọt rồi vô, muối vô. Dạ, vậy là chiều nay làm đồ ăn rồi, xong hết rồi hả? Đó, đang bắt đang được làm cơm đó. Đang bắt được cơm nè. Dạ, cái chiếc ghe này con không dám xuống rồi, hồi sợ nước vô nữa. Này, cái lỗ hồi nãy em muốn chém chết này nè, mấy cái lỗ này nè, cái này là dấu cũ là còn dấu mới này nè. Đồ quá trời rồi, nó nhóc quá trời nghe cháu ơi. Dạ, nước nó ghi vô mà cái này lật cũng đâu được, lật là bộ công nó gãy hết trơn. Nó dạ. Mực quá lật là cái bộ công nó gãy hết trơn lật ra là làm cũ chậm luôn á chứ chám gì nữa mà chứ đâu có làm gì được.
chứ phải lật được. Út cũng nói với người ta tiếp lật đang chép rồi rồi không được lật nữa. Cái này nếu như mà ghe mà nó còn cứng cứng, nó còn chắc ha, mình lật cái mình chép cái một không phải. Còn này nó mục có trơn vậy đó, người ta không dám lật đó. Thấy rồi, nó đang vô rồi. Thấy chưa, nó vô đó. Có vô hồi nữa là tắt nữa hả bộ? Tắt nữa. Vô hồi nhất quá đó. Nước nó vô mình tắt ở đâu bộ? Tắt làm sao kìa, vừa tôm vừa tắt nước đó. Nước nó vô vào đó đó ha. Đây, ông Út đang tắt cái chiếc xuồng bên đây đi nha cả nhà. Cái chiếc ghe này nó cũng vô nước nữa ha bộ? Mở thôi bên kia ha.